Xin kính chào kênh Nhà Đất quận 7 và Nhà Bè. Kính chào quý cô chú anh chị em nè. Ngày hôm nay Giang sẽ đưa mọi người đến tham quan một căn nhà phố vừa mới hoàn thiện xong nha quý cô chú anh chị em. Với căn nhà bề ngang là 4x13m, được thiết kế với một trệt, hai lầu sân thượng. Hướng của căn nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với khách đó là mạnh Tây tới trệt. Giá đang ra bán trên thị trường là 6 tỷ 200 triệu nè. Nhà với pháp lý, nhà sổ hồng riêng, thửa riêng. Nói chung pháp lý rất minh bạch và rõ ràng, ngân hàng hỗ trợ vay tới 70% nha quý cô chú anh chị em. Căn nhà nằm trong khu dân cư Đồ Sơn Sài Gòn mới là đường Huỳnh Tấn Phát Nhà Bè nè. Từ khu đây á đã lên trên quận 7, chỉ cách tầm khoảng 2 km lên trên quận 7 là nơi tập trung nhiều trung tâm thương mại, những trường học quốc tế, những tiện ích cao cấp nha. Trong khu đây đã được quy hoạch khá là chỉnh trang đồng bộ rồi, mọi người có thể nhìn thấy không, xung quanh nè, nhà phố cao tầng, đường nhựa 6m, xe hơi vô tầng nhà. Đây là một trong những khu mà quý cô chú anh chị em có thể xem xét lựa chọn chọn nơi an cư lạc nghiệp nha. Thôi, để tránh mất thời gian, chúng ta sẽ đi vào chi tiết bên trong căn nhà nha. Mặt tiền thì được thiết kế theo kiểu nhà phố hiện đại rồi. Này, nếu quý cô chú anh chị đã từng đi xem hoặc là tham khảo nhà khu vực nhà bè quận 7 thì chắc chắn sẽ không hề xa lạ đúng không ạ? Trước khi đi vô bên trong á, ta có hai lớp cửa, lớp cửa ngoài, lớp cửa cuốn. Khi mà Giang quay video clip, Giang đã bấm lên rồi. Lớp cửa bên trong là nhôm sinh ba kính cường lực. Đây là không gian chúng ta đậu được xem hơi có thể vô một bên và xe máy chúng ta đậu bên đây nha quý cô chú anh chị em. Do đặc thù là nơi đậu xe nên dưới nền anh chủ nhà lót một loại gạch này 30-60 luôn, màu này chống trơn trượt, vách được ốp gạch lên độ khoảng 1m2 rồi, chống bụi bẩn luôn, trong hợp mà xe cổ đi về và vẹt đây tao không dễ lâu chui. Trên trần nhà ông sử dụng hệ thống trần thạch cao này led, chính giữa có cái quạt đây giúp cho không khí ra ra đây lúc nào cũng trong mà khá là thoáng mát. Bây giờ cùng với Giang tiến vào không gian phòng khách đi. Trong không gian phòng khách đây được bố trí màu sắc trông khá sáng sủa, ấm cúng và sang trọng đó. Hiện tại có sẵn bộ sofa nè, vách được ốp những tấm nhựa PVC đây. Đây là cái trend, cái xu hướng hiện tại rất nhiều nè, sử dụng những tấm nhựa đây ốp lên luôn được nhẹ nhàng và nó khá là bền nha mọi người, và trong hiện đại nữa. Đối diện với bộ sofa là một hệ tủ để TV. Đây, hiện tại có sẵn TV Samsung 65 inch luôn. Nói chung không gian đây chúng ta có thể giải trí sinh hoạt thoải mái. Bây giờ cùng với Giang tiến vào không gian ở phía sau là khu vực bếp. Có sẵn bộ bàn ăn 4 ghế, vách được sử dụng kính thủy. Do diện tích đất của căn nhà thì tầm khoảng 52 mét vuông nên ở phía sau đây anh chủ nhà sử dụng hệ thống kính thủy này giúp cho khu vực bếp đây trông khá là rộng rãi và thoải mái hơn. Trong khu vực bếp đây đã được bố trí đầy đủ các thiết bị rồi. Bếp về thiết kế thì chữ L nè, cho quý bà đứng đây nấu nướng, rồi trang bị các thiết bị luôn. Hiện tại có sẵn một cái tủ lạnh side by side nè, tủ thì đóng kịch trần luôn, nhiều ngăn tha hồ cho chúng ta để đồ. Đây chúng ta sử dụng kính cường lực nha. Này chúng ta có thể nấu ăn mà có vương vải là dễ lâu chùi, rửa chén cũng vậy. Luôn thay khu vực rửa chén nè. Ở phía sân sau là nơi lấy gió ánh sáng. Ngoài ra có thêm cái toilet cho khách tới chơi nhà mà sử dụng thuận tiện hoặc là người thân sử dụng được thoải mái hơn. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong ở tầng trệt căn nhà. Bây giờ cùng với Giang đi lên trên lầu 1, lầu 2 và trên sân thượng nha. Trên lầu thì gồm 4 phòng ngủ, mỗi phòng đều có toilet sử dụng riêng. Trong phòng đã được bố trí đầy đủ các thiết bị nội thất rồi. Đường lên cầu thang sử dụng những tấm vách gỗ đây, trông rất là đẹp. Nền đá hoa cương nha mọi người. Chúng ta đi vào phòng ở phía sau. Trong phòng phía sau đây đã được trang bị đầy đủ các thiết bị nội thất, từ giường ngủ nè. Đối diện với giường ngủ là một hệ tủ để TV. Đây, kết hợp đó những cái học tủ để tha hồ chúng ta để đồ trang trí nha. Và chắc chắn trong phòng sẽ không thể thiếu cái toilet. Trong toilet có 4 phòng ngủ đã được trang bị các thiết bị vệ sinh cơ bản rồi. Bây giờ cùng với Giang ra phòng master nhé. Rồi đây, phòng master. Phòng master đây trông khá giống với phòng phía sau, chỉ đơn giản là nó rộng hơn chút xíu thôi mọi người. Hiện tại trong phòng đã được bố trí đầy đủ các thiết bị nội thất như giường ngủ nè, vách được ốp gỗ luôn. Căn này anh chủ nhà khá là đầu tư. Thường cái căn khác á, vách này sử dụng nhựa PVC, căn này anh chủ nhà ốp gỗ luôn. Màn cửa đã sẵn sàng, góc đây có bàn trang điểm nữa. Đối diện với giường ngủ là một hệ tủ để TV, giống như tất cả các phòng còn lại. À, do đặc thù là phòng master thì được có ban công, ban công này cũng khá là nhỏ nha mọi người. Trong 4 phòng ngủ của nhà thì có 2 phòng ở phía trước thì được ưu ái cái ban công mà nhìn khá là thông thoáng hơn. Góc đây là toilet nè. Trong toilet đây đã được bố trí đầy đủ các thiết bị vệ sinh cơ bản nha, lavabo, bồn cầu, kính kệ đã đầy đủ. Như nãy Giang đã chia sẻ thì trong căn nhà này gồm 4 phòng ngủ, trong phòng đều có toilet riêng nè và full nội thất. Nói chung quý khách mua căn nhà này chỉ cần xách vali vô ở thôi đã được trang bị đầy đủ cái thiết bị nội thất rồi. Đó, có cả máy lạnh luôn. Nên để tránh mất thời gian, ta lướt qua lầu 2. Bây giờ cùng với Giang đi thẳng lên trên sân thượng luôn nhé. Đây là tầng cao nhất của căn nhà là sân thượng, khu vực phòng thờ đây nè. Ngoài công năng là phòng thờ thì chúng ta để đồ vật dụng linh tinh. Còn đây là phía sân thượng sau. Đó. Nếu chúng ta mua về, chúng ta có thể giặt đồ, phơi đồ và trồng nhiều
cây xanh làm tiểu cảnh sân vườn nhỏ nhỏ biết sao nha. Và đây là sân thượng trước của căn nhà, nơi đây có thể nói là nơi thoáng mát và rộng rãi nhất của căn nhà. Nơi đây chúng ta có thể tổ chức những tiệc nướng bên người thân và bạn bè. Vừa rồi Giang đã giới thiệu mọi người xong căn nhà nè. Khi quý cô chú anh chị em xem video clip này cần Giang cung cấp thêm thông tin hoặc là cần Giang hỗ trợ đi xem nhà, xin liên hệ số điện thoại trên cùng phía tay trái màn hình đây nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.